Xôn xao chuyện heo đẻ ra người ở An Giang Nhiều người dân ở An Giang đang xôn xao về câu chuyện heo đẻ ra người Nhưng sự thật thì đây chỉ là một tin đồn bị bật vô căn cứ Thời gian gần đây trên một số diễn đàn mạng đã dẫn một câu chuyện về một du khách ở Gò Quao, Kiên Giang đã đến núi Sam, thị xã Châu Đốc khi thấy cảnh một đàn heo đẻ ra 8 đứa bé nên đã dùng điện thoại chụp lại tin đồn này còn được minh chứng bởi một bức ảnh và lan truyền chóng mặt trên mạng internet cũng như trong dư luận tại thị xã châu đốc. kèm theo đó là một câu chuyện đầy tính liêu trai mà nhiều người dân đã truyền tay nhau. Một bà vợ ở châu đốc thấy con heo cắn ổ đẻ mà chờ mãi không đẻ, thế là bà đi ngủ. Hôm sau dậy đã thấy cảnh tám đứa con nít bù vào con heo, bà vợ sợ quá ngất xỉu, ông chồng cũng xuống gặp cảnh này cũng xỉu luôn còn hai đứa con thấy ba mẹ xỉu nhìn vào chuồng heo thấy cảnh này sợ hãi và trí hô hàng xóm đến xem công an đến khám nghiệm và bắt đưa đi hết đó là câu chuyện có thật tại an giang sau câu chuyện giật gân này nhiều du khách đã tin lời đồn kéo nhau đến núi sam tìm xem câu chuyện lạ không ít người dân nghe chuyện cũng vô cùng hoang mang tuy nhiên trước những tin đồn này ông nguyễn văn minh trường công an thị xã châu đốc tỉnh an giang cho biết tin heo đẻ ra người ở châu đốc là nhảm nhí theo ông Minh thì hiện tại cơ quan chức năng đã tuyên truyền để cho người dân hiểu rằng đó là tin bị đặt. Thực chất, ảnh chứng minh cho heo đẻ ra người này đã được dùng điện thoại chụp lại từ một bức ảnh góc khác. Sau đó thì người chụp đã làm mờ và làm nhòe ảnh đi để thu hút sự hiểu kỳ của mọi người, truy cập vào trang web hay là diễn đàn của họ. Bức ảnh góc này là một bức ảnh nằm trong xe Những bức ảnh nhằm vận động hỗ trợ trẻ em bị bỏ rơi tại Hội Bảo trợ Trẻ Em Coradia Philippines nếu nhìn thật kỹ ở dưới góc ảnh người xem sẽ phát hiện ra dòng thông điệp nếu bạn không cho chúng ăn ai sẽ cho làm ơn hãy gọi cho hội bảo trợ trẻ em Coralia một kẻ ác ý nào đó đã sao chép bức ảnh gốc này bằng điện thoại sau đó thì tung tin đồn nhằm nhí làm mất trật tự tại vùng châu đốc An Giang.